Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Sau 2 video liên tục mình làm về RTX 4090 thì video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái cấu hình theo như mình thấy là khá tiêu chuẩn để chúng ta có thể sử dụng. Đây là cấu hình đã được mình build sẵn rồi, mình đã có test cực kỳ kỹ càng rồi và hoạt động là rất ổn định để anh em có thể quan tâm. Thì với cấu hình sẽ được hướng đến là sử dụng dành cho những anh em nào game thủ muốn build một dàn để phục vụ cho yêu cầu streaming, và cộng với đó là việc vỏ cây đảm bảo được yếu tố là đẹp, lấp lánh và trông phải thực sự đầy đặn, thì đây là một sản phẩm mình thấy đáp ứng được đầy đủ những nhu cầu như vậy. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phiên bản RTX 4090. Thì với RTX 4090 thì thật sự anh em sẽ cần phải đặt hàng trước, bởi vì những phiên bản có sẵn hiện tại sẽ không có quá nhiều những cái mẫu mã. Còn phiên bản cao cấp là phiên bản Rostrix thì anh em sẽ cần đặt hàng để có thể sở hữu được. Thì khi mà chúng ta lắp được một phiên bản Rostrix như này thì anh em thấy được sự đầy đặn của sản phẩm là cực kỳ tuyệt vời. Một sản phẩm khi lắp cả đồ họa vào thì gần như đã chiếm được đến 1/3 cái vỏ cây rồi. Thì đây là một vỏ cây Corsair 4000D, là một vỏ cây theo mình đánh giá là cũng tương đối to và rộng rãi. Thì khi mà lắp vào cũng đã có được cái khoảng trống, cái hở bên dưới đã được che hết đầy đủ rồi. Thì anh em sẽ không cần phải đắn đo nhiều liên quan đến khả năng tản nhiệt của RTX 4090. Khi mà mình sử dụng cho nhu cầu chơi game này, kể cả chơi game ở trên độ phân giải là 4K thì RTX 4090 vẫn đáp ứng được cực kỳ đầy đủ những cái nhu cầu FPS rất cao này, có đầy đủ những công nghệ, đặc biệt là cái nhiệt độ tỏa ra là cực kỳ mát mẻ, nhiệt độ chỉ khoảng 62 đến 64 độ C khi full max và khi chơi game chỉ khoảng 50 độ C và dưới 60 độ C, rất mát mẻ để chúng ta có thể chơi game trong thời gian dài và hoàn toàn phục vụ cho nhu cầu streaming, vừa stream game này, sử dụng cả đồ họa để encode, decode luôn để giảm cái gánh nặng dành cho CPU. Tất nhiên thì đấy là một giải pháp, thế nhưng bây giờ với một cấu hình sử dụng như RTX 4090 chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến cả CPU nữa. CPU thì chắc chắn sẽ không thể nào dùng i3 được, cái đấy là điều vô lý, chẳng ai đi làm như thế cả. Thay vào đấy chúng ta sẽ sử dụng những cái dòng CPU cao cấp. Dựa trên mức giá của sản phẩm thì CPU Intel Core i9 12900K vẫn là một sự lựa chọn anh em có thể cân nhắc. Thì với CPU 12900K chúng ta đã có một bộ CPU có thể nói là cực kỳ nhiều nhân, 16 nhân. Thì với 16 nhân như vậy, khi chúng ta chơi game chỉ loát khoảng chừng 20-30% sức mạnh của CPU, còn đâu thì vẫn hoàn toàn hoặc thừa, thoải mái để anh em có thể làm thêm những công việc khác. Thì đề tản nhiệt được dành cho CPU Intel Core i9 12900K thì mình đã sử dụng ở đây một hệ thống tản nhiệt nước All-in-One đến từ Ezang XT với rack tản nhiệt là 280. Đây rack tản nhiệt có thể nói là khá to, mặc dù cái vỏ cây này có thể lắp được đằng trước này, thế nhưng vì cái cả đồ họa chúng ta đã lắp dài rồi, thế nên mình đã để cái rack tản nhiệt lên bên trên, và vì thế 280 là một kích thước thoải mái để chúng ta có thể sử dụng. Thì với rack tản nhiệt 280 thì tản nhiệt dành cho CPU Intel Core i9 thì với i9 sẽ tiêu thụ khoảng chừng là 240 đến 280W điện. Thì với cái mức tiêu thụ điện năng như vậy thì một hệ thống tản nhiệt nước All-in-One tốt vẫn có thể đáp ứng được. Còn trên thực tế nếu như chúng ta chơi game thì CPU Intel Core i9 chỉ tiêu thụ khoảng chừng là 70W điện hoặc là nhiều lắm là 110W, và 110W tỏa ra như thế thì tản nhiệt nước đáp ứng được quá thoải mái. Ở những thành phần linh kiện khác như thực lệ chúng ta sẽ cần đến RAM. Thì RAM ở đây mình sử dụng RAM Kingston Fury Beast là RAM DDR5 với bus RAM là 5200. Với một cấu hình cao như vậy thì chúng ta luôn cần bus RAM cao nhất có thể để tránh cho anh em nào bảo là uầy tại sao dùng lại hơi nghẽn một chút. Thì với dòng cao cấp, tất cả các linh kiện đều cao cấp thì main chúng ta cũng có thể sử dụng main bình thường được, nhưng như vậy thì lại thiếu đi một từ là cao cấp. Vì thế mình sử dụng một mẫu main là Z690 phiên bản F Gaming đến từ Asus, có đầy đủ những công nghệ và khe PCIe. Nói là đầy đủ khe PCIe thôi, thế nhưng khi mà anh em cắm đến RTX 4090 rồi thì những khe còn lại đã bị che đi hết rồi. Chúng ta sẽ sử dụng thêm một số sản phẩm nhỏ nhỏ như kiểu là một cái mẫu cạc để sử dụng sau cạc chẳng hạn, để chúng ta có thể điều chỉnh âm thanh thì cắm bên dưới vẫn có thể được. Còn đâu những thành phần linh kiện khác thì cũng khá là đắn đo đấy. Về những cái mẫu main này chúng ta sẽ có khá là nhiều khe SSD. Tất nhiên thì anh em sẽ cần phải lắp SSD trước khi chúng ta lắp cả đồ họa vào, bởi vì sau khi lắp cả đồ họa xong thì mọi thứ kín quá rồi, chúng ta không thể cắm thêm được. Thì anh em có thể cân nhắc và cắm trước để chúng ta có thể sử dụng một cách lâu dài hơn. Thì với cái vỏ cây theo kèm đây sẽ có sẵn hai quạt. Thì đây là một quạt có sẵn là quạt không LED RGB. Tuy nhiên thì theo khuyến cáo của mình thì với những cái sản phẩm cao cấp này chúng ta có thể cắm nhiều quạt có nhiều LED trông lấp lánh hơn. Và cái thứ hai nữa là để giúp cho cái vỏ cây chúng ta được thông thoáng hơn, đằng trước hút gió vào này và ở đằng sau thổi gió ra, thì cái bộ cây bên trong chúng ta sẽ cái đối lưu không khí bên trong cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Còn về bộ nguồn thì với hệ thống cấp nguồn dành cho bộ PC đây thì mình đã sử dụng một bộ nguồn 1000W
đến từ Cooler Master thì với RTX 4090 sẽ tiêu thụ khoảng chừng là 450W điện, xong cộng thêm cả CPU và những thành phần linh kiện khác thì một bộ nguồn 1000W thì sẽ hoàn toàn thoải mái để anh em có thể phục vụ cho nhu cầu sử dụng bình thường, thậm chí là có thể ép xung thì vẫn có thể đánh được rất tốt. Nếu như anh em sau này có nhu cầu nâng cấp lên CPU thế hệ thứ 13 thì anh em chỉ cần up BIOS, nhấc CPU 12 ra, lắp CPU 13 vào và chúng ta đã có một cấu hình mới và không cần phải đắn đo liên quan đến khu vực nhiệt độ này, khả năng cấp điện và khả năng tương thích, bởi vì CPU thế hệ thứ 13 vẫn sẽ dùng chung socket. Và bây giờ như thường lệ thì mình sẽ là phần test hiệu năng, và cái phần test hiệu năng ở đây sẽ là chơi game ở trên độ phân giải là 4K, không phải Full HD đâu. Vừa rồi của mình thì anh em đã xem nhiều những cái phần test ở trên mạng với liên quan đến RTX 4090 rồi. Hiệu năng là không cần phải bàn cãi khi chơi game ở trên độ phân giải là 4K, kể cả những tựa game đây có là online, offline vẫn có thể max setting được, thậm chí FPS có thể đẩy cao lên với cái setting đó là DLSS 3.0, cái công nghệ độc quyền của NVIDIA để giúp cho render thêm những cái hình ảnh để cho cái cao độ chúng ta phục vụ được tốt hơn. Thì với phiên bản 4090 cũng đã có phù hợp hơn rất nhiều dành cho game thủ, thay vì là những phiên bản như 3090 và 3090 Ti trước sẽ phù hợp cho nhu cầu làm việc, thì với phiên bản đời mới đã tốt rất nhiều dành cho nhu cầu chơi game, thì anh em sẽ không bị lãng phí đi những cái thành phần ở bên trong bởi vì đã được cải tiến những cái thành phần đấy lên rồi. Tất nhiên thì với anh em nào có nhu cầu làm việc, nhu cầu sử dụng nâng cao thì 4090 rõ ràng là một sự lựa chọn quá tuyệt vời. Vậy thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để anh em có thể quan tâm và click vào, mức giá cũng ở bên dưới mô tả nhé, để cho anh em đỡ bị đắn đo suy nghĩ, thì giá của em nó cũng chỉ ngàm cái hạt thôi. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.